linh kiện RC test flycam của anh Đạt ạ. Anh thay cho anh hai cái càng anh nhé. Hình ảnh chuyển về anh. Test giữ vị trí ạ. Hình ảnh chuyển về. Tiến ạ. Lùi ạ. Sang trái. Sang phải. Nâng độ cao. Giảm độ cao. Thì chuyển về ạ. Em điều chỉnh cái cam cho mình nhé. Máy của mình bay tốt rồi anh nhá. Em xin phép gửi về cho anh ạ.